Đây ghi hình này. Chúng ta tiếp tục về cái ối ghi Z các bạn nhá. Đấy, tiếp tục về cái chuyên đề về ối ghi Z. Hôm trước chúng ta đã có cái lý thuyết về tạo lợi hệ trục tọa độ ối ghi Z rồi đấy. Đấy, chủ đề 1. Hệ trục tọa độ ối ghi Z. Hôm nay mình sẽ làm các bài tập của cái phần này. Nè. Lý thuyết thì có rồi nhá. Bây giờ chúng ta vào bài tập này, bài số 1. Cho 4 điểm. Trong không gian núi Z cho 4 điểm. Điểm A. Con ghi đề vào nhá. 020. Điểm B. Tọa độ -1 0 -3. Điểm C. Tọa độ 0 -20. Và D là 321. Yêu cầu ở câu A là chứng minh 4 điểm A, B, C, D là không đồng phẳng. Chứng minh 4 điểm này không đồng phẳng. À, bây giờ làm từng câu một nhá. Đi từng câu một. Cái này, cái câu hỏi này nó có nhiều ý. Đi từng câu một. Khi mà chứng minh 4 điểm không đồng phẳng nha. Đấy, khi A, B, C, D mà không đồng phẳng thì chúng ta sẽ thấy là các cái vector là AB, AC, AD cũng sẽ không đồng phẳng nha. Được chưa? Mình sẽ chứng minh ba vector là AB, AC, AD không đồng phẳng. Thì khi các bạn chứng minh ba vector không đồng phẳng nhá. Đây chẳng hạn là A này, B này, C này mà không đồng phẳng. Không đồng phẳng. Thì khi cái tích hỗn tạp của nó, ví dụ A nhân có hướng với B này, sau đó nhân lại nhân vô hướng với C, nó phải khác không? Còn nếu mà bọn này mà đồng phẳng nhá. Đấy, còn nếu mà A, B, C mà đồng phẳng thì khi cái tích hỗn tạp này này, đấy, lấy có hướng của hai thằng nhân vô hướng của thằng còn lại sẽ bằng không các bạn. Nhớ thầy cái này nhá. Để thầy nhắc lại này. Đây là bạn tính cho thầy các vector ra. Ví dụ AB này. AC này. AD. Tính các vector này ra. Nào, AB lấy B trừ A nhá. Trừ 1 đúng không? Trừ 2. Trừ 3. AC lấy C trừ A 0 trừ 4 0. AD lấy D trừ A 3 này 0 này 1. Đấy. Ok chưa? Bây giờ ví dụ thầy lấy có hướng của hai thằng đầu tiên đi. Thầy lấy tích có hướng của ABAC trước. Có hướng nhá. Có hướng ABC nào. Thì như chúng ta bảo hôm trước ấy, không phải là khi mình tính tính có hướng là mình sẽ gì, mình che lần lượt này. Đầu tiên che hoành độ. Che cột hoành độ thì lấy thì huyền trừ đi sắc đúng không? Huyền trừ sắc này. Nha. Đấy, che hoành độ huyền trừ sắc thì là huyền là 0, sắc là 12, huyền trừ sắc là âm 12. Tiếp theo che tung. Che tung thì mình lại phải đi từ bên này sang bên này, nên là bạn dễ nhất là bạn lấy sắc thì đi huyền. Khi che tung thì lấy sắc trừ huyền luôn này. Đấy, lấy sắc này luôn này. Đấy, là không này, trừ đi huyền cũng là không. Cái này là không rồi. Đó, đến cao, che cao lấy huyền trừ sắc. Đấy thì được là 4. Đấy là có hướng của AB VAC. Được chưa? Từ đây sẽ suy ra hỗn tạp này. ABAC là có hướng này, xong rồi nhân vô hướng với AD. Thì mình nhân thôi.
Hoành nhân hoành, tung nhân tung, cao nhân cao thôi. Được chưa? Hoành nhân hoành là trừ 36. Hay là 3 nhân với trừ 12 này. Cộng 0 nhân 0 này. Cộng 1 nhân 4 này. Cái này là phải trừ 36 không? Cộng 0 cộng 4. Vậy được có trừ 32. Thì rõ ràng mình thấy tích hỗn tạp nó khác không không? Thì khi tích hỗn tạp khác không thì suy ra là AB, AC, AD. Ba cái vector này là không đồng phẳng. Được chưa? Mà nó khi nó không đồng phẳng thì sẽ đến 4 điểm A, B, C, D. Cũng không đồng phẳng luôn. Đấy. Được chưa? À, và như vậy là chứng minh 4 điểm không đồng phẳng thì bạn cứ lấy ba cái vector chung gốc ấy, bạn cho nó không đồng phẳng là ok. Đấy là xong câu thứ nhất. Nào, ghi đề bài câu B này. Câu thứ hai câu B. Yêu cầu là tính diện tích tam giác BCD và đường cao BH của cái tam giác BCD này. Tính diện tích tam giác BCD và đường cao BH của nó. Được chưa? Thì cái này là một câu mình ứng dụng tích có hướng vào đây. Nha, hôm trước mình đã có công thức đấy. Đó là diện tích tam giác ABC thì bằng 1 phần 2. Sẽ lấy tích có hướng của hai vectơ chung góc chẳng hạn là ABAC. Thì hai thằng này góc A nhá. Đấy, bạn nhớ lấy độ dài với vectơ này tất cả nhân 1 phần 2. Thì đây là diện tích tam giác. Được chưa? Thì vậy là diện tích BCD thì bạn sẽ lấy hai vectơ ví dụ là BC, BD chẳng hạn. Nhớ phải lấy chung góc các bạn nhá. Là BC này. Lấy C trừ B cho thầy. Nha. Lấy C trừ B. Thế là được 1 này. Trừ 2 này. 3 này. BD. D trừ B nhá. 3 trừ đi trừ 1 là 4. 2 trừ đi 0 là 2. 1 trừ đi trừ 3 cũng là 4. Rồi, thế giờ các em tính tích có hướng hai thằng này. Nhẩm luôn đi, nó không lâu đâu. Các bạn nhập máy khi còn chậm hơn cả người tính nhẩm cơ. Nào, tre hoành nhá. Tre cột hoành này, lấy huyền trừ sắc này. Huyền là âm 8. Sắc là 6. Trừ 8 và trừ đi 6 là trừ 14. Đấy, tre tung. Lấy sắc trừ huyền. 12 trừ đi 4 là được 8. Cùng che cao huyền trừ sắc. 2 mà trừ đi trừ chỗ này 4 với âm 2 là trừ 8. 2 cộng với 8 là 10. Từ đây bạn lấy độ dài và tính diện tích thôi. Vậy diện tích của BCD là 1 phần 2 này. Độ dài tích có hướng của BC và BD. Hiện thay cho thầy xem nào. Cái kia độ 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 dài của vector đấy thì bạn một phần căn bậc 2 của đi. Hoành bình có tung bình có cao bình. 14 bình này. Cộng 8 bình cộng với 10 bình. Đây này. Đâu phải là 1 phần 2 không? Độ dài thằng này nhá, sẽ tính tổng bí phương với thằng kia, 14 bình này. Cộng 8 bình này. Cộng 10 bình này. Như vậy là 6 căn 10. Xong lại nhân 1 phần 2 thì thành là 3 căn 10. Đấy. Đây là diện tích đây này. Diện tích của tam giác BCD đây. Có cái nữa là nó bắt mình tính cái chiều cao. Hay là cái đường cao BH của tam giác đây thì để vẽ minh họa cho bạn xem. Đây là B này, đây là C này, đây là D này, đường cao BH đây. Được chưa? Đường cao BH thì bản thân diện tích của tam giác BCD nhá. Đấy. Ngoài cách tính ở vừa rồi dùng tích có hướng, chúng ta có thể thấy là một phần bằng 1 phần 2 của BH nhân CD. Đấy, diện tích thì chúng ta vừa tính xong rồi này. CD mình có thể tính được. Vậy từ đây mình sẽ rút để ra BH. Nhá. Để đây bạn tính cho thầy cái đoạn thẳng CD trước. CD. Nào, ở trên C là 0 trừ 20 nhá. Đây thầy viết tọa độ xong đây dễ, tính cho nó dễ. 0 này, trừ 20 này. D là 321. Đó.
Nào, CD nhá. Chúng ta nhầm này. Hiệu hoành bình. Hiệu hoành bình thì cứ đấy là to trừ bé thôi, 3 bình. Hiệu tung bình. Hiệu tung bình này, 2 trừ đi trừ 2 đi, là lấy 4 bình đi. À, hiệu cao bình là một bình nữa. 9 này, 16 này. 25 này, đây là hai ra căn 26 à. Căn 26. Đấy, và chúng ta là có diện tích của BCD thì bằng 1 phần 2 của BH nhân CD. Thì từ đây rút ra BH ra. Có phải 2 lần diện tích của BCD. Tất cả chia cho CD không? Thay số này, 2 nhân với 3 căn 10. Tất cả chia cho căn 26. Đúng không? Ra là chục căn đấy nhá, 6 căn 65 à, trên 13, được chưa? Đấy, đáp án về đường cao này, một dài đường cao đây. Thì khi đi thi làm bài trắc nghiệm ấy, người ta có thể hỏi mình rất là ý, rất đơn giản thôi đấy, một cái rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bắt buộc bạn phải nhớ công thức, nhớ các ứng dụng của tích cô hướng cái này nha. Ghi là bài câu C này. Yêu cầu là tính cho thầy cái thể tích tứ diện ABCD và đường cao của cái tứ diện này. Đấy, mà kẻ từ A xuống ấy. Bài này để cho mấy phút nhá. Nào, cho mấy phút suy nghĩ làm nào. Dù cái công thức hôm trước ra đã có rồi đấy. Chữa các bạn nhá. Nào, tứ diện ABCD này. Để ghi lại một cái tọa độ đỉnh lên đây cả đã. Này, ghi lại tọa độ đỉnh lên đây lại nhá. Để nhiều câu quá nó dài thì ghi xuống thôi. Bây giờ thầy ghi dọc cơ tính cho dễ này. Thì khi tính thể tích tứ diện, trước mình có công thức rồi, thể tích của tứ diện ABCD đấy, các bạn sẽ thấy tích hỗn tạp của ba vectơ trung góc, ví dụ ABAC này, đấy có hướng này, sau đó bạn nhân thêm một cái vectơ là AD nữa, đấy trị đối của nó, được chưa? Sau đó các bạn nhân thêm 1/6. Được chưa? Nên là 1/6. 1/6 của cái tích hỗn tạp này. Nhớ chị tuyệt đối nha, vì là nó phải dương. Thì ở đây à, mấy cái này mà đấy mình tính rồi nhỉ? A, B, A, C, D đấy mình tính rồi này. Đây này. Đã có này. Tích hỗn tạp của nó hồi nãy mình đã tính là âm 32 rồi này. Dùng kết quả luôn nhá. Nào, sử dụng luôn cái kết quả này, đỡ phải tính lại. À, ở trên cũng là có AB nhân có hướng với AC. Sau đó nhân vô hướng với AD. Ở trên đã tính là âm 32 rồi. Thì từ đây suy ra là thể tích của tứ diện ABCD 1/6. Đấy, của giá trị đối của âm 32. Rút gọn đi thôi. 32/6 là thành là 16/3 đúng không? Đấy, đơn vị này là vị thể tích. Còn ý thứ hai ấy, là đòi tính đường cao kẻ từ A. Đây, ví dụ thầy vẽ phác họa cho bạn xem. Đây là bạn hình đây. Đây là A này. Đây là B, C, D. Ví dụ đường cao kẻ từ A nó sẽ như thế này. Đấy. AI đi. Giả dụ vậy. Thì có phải là thể tích của ABCD
ngoài việc dùng công thức vừa nãy thì nó còn chính là 1 phần 3 diện tích đáy chiều cao đúng không? Tức là diện tích của BCD nhân với chiều cao là AI. Đấy thì bài bài hỏi cái AI. Nhưng mà thể tích này có rồi này, diện tích BCD ở ý trên vừa tính xong. Đấy là tính AI ra. Được chưa? Đấy, đường cao kẻ thứ A. Ví dụ là chúng ta sẽ kẻ AI vuông góc bằng phẳng BCD chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ suy ra được là thể tích của ABCD 1 phần 3 diện tích BCD nhân AI. Lúc này rút cho thầy AI ra 3 lần thể tích của ABCD chia cho diện tích BCD. Thay vào thôi, 3 nhân với 16 phần 3 này. Diện tích BCD ở lần nãy là 6. À đâu, à là diện tích BCD trên là 3 căn 10. 3 căn 10. Thực ra tôi thấy luôn là 3 với 3 này hết ở trên tử này. Thì là tử còn mỗi 16 thôi. Lấy 16 chia cho 3 căn 10. Để được 8 căn 10 trên 15. Ừ. Đây là kết quả của câu thứ hai nhá. Đây này, thể tích tứ diện đây và cái đường cao chiều cao hạ từ từ A của cái tứ diện đây này. Đây là câu C. À, chúng ta sang câu tiếp theo, câu D. Đề bài câu D như sau: tìm tọa độ điểm E sao cho đấy, A, B, C, E nó là hình bình hành. Tìm tọa độ điểm E sao cho A, B, C, E là hình bình hành. Đây thì giờ thầy vẽ phát hình ra cho các bạn xem. Đây là hình bình hành A, B, C, E này nha. Đấy, trong đó muốn các cái điểm là A, B, C là mình đã cho từ trước rồi. Bây giờ thằng E thằng đi tìm này. Được chưa? Thì khi ABCE mà là hình bình hành ấy, thì mình sẽ dùng có thể dùng vector vào vào đây nha, chúng ta có thể dùng vector vào đây. Đấy, thì khi ABCE hình hành thì có phải mình sẽ thấy là vector AB sẽ bằng vector là EAC không các bạn? Thì nhá, AB phải bằng EAC, nhớ phải đúng chiều các bạn nhá. Đấy, AB bằng CE là vứt vứt đi rồi. Đấy, AB với CE là hai vector đối. Nhưng mà AB với CE sẽ bằng nhau. Được chưa nào? Đấy, hoặc là nếu bạn chọn cặp khác, ví dụ là AE với BC cũng được này. AE, BC. Đó. Thì đây thầy chọn cái cặp là AB với C, à, với EAC nhá. Nào, AB thì nãy thầy để tính rồi. Nào, AB. Nãy xem bao nhiêu nhỉ? Trừ 1 này. Trừ 2 này. Trừ 3 không? Đấy, bây giờ mình cứ gọi điểm E là tọa độ là x, y, z nha, gọi E tọa độ là x, y, z, vậy tính EC ra. Đấy, EC ra. C thì là 0 trừ 2, 0 rồi. Nha, chẳng hạn là E có thể là x, y, z. Đấy, EC thì lấy C trừ đi E. 0 trừ đi trừ 0 trừ đi x là trừ x. Trừ 2 trừ y. Và 0 trừ đi z là trừ z. Được chưa? Đấy, thì 4 AB CE nó là hình bình hành. Khi chỉ khi lấy vector AB bằng vector EC. Mà khi hai vector này bằng nhau. Đấy, thì khi hai vector bằng nhau sẽ là hoành bằng hoành. Tung bằng tung. Và cao bằng cao. Được chưa? Đấy, từ đây thì mình sẽ tính x, y, z ra. Đó là x là 1 này. Z là 3 này. À, y như vậy, y này là 0. Được chưa? Hay nói khác là cái điểm E sẽ tọa độ là 103.
Ok. Nào, cô E này, đi tiếp. Yêu cầu là tính cosin góc giữa hai cái đường thẳng AC và BD. Đấy, tính cốt ở góc giữa hai đường đường này. Thì khi tính cốt giữa góc giữa hai đường thẳng nhá, chúng ta sẽ tính góc giữa hai vectơ trước. Ví dụ thế, tính vectơ AC BD, sau đó thầy tính cốt vào này đã. Nào, vectơ AC vectơ BD này. Vậy nhìn lại tọa độ nhá. AC lấy C trừ A này là 0 này, trừ 4, 0. BD lấy D trừ B, 4, 2, 4, 2, 4 đúng không? Đấy, AC và BD. Thì chúng ta nhớ cái công thức thức tính góc giữa hai vector nhá. Ví dụ vector A, vector B. Cốt của góc giữa hai vector này sẽ bằng tích vô hướng chia tích độ dài. Đó, công thức sẽ cần nhớ đấy nhá. Đấy, thì áp dụng vào đây. Thì chúng ta sẽ tính cốt của góc giữa hai vector là AC và BD. Đấy, đầu tiên lấy AC nhân vô hướng với BD này. Sau đó tích độ dài là AC nhân BD. Nào, tích vô hướng sẽ hoành nhân hoành, tung nhân tung, cao nhân cao. Được chưa? Đấy, độ dài AC thì là 4 các bạn ạ. Độ dài BD là bao nhiêu nhá? Hoành bình cũng tung bình cũng cao bình đấy. Độ dài BD thì tính ra là bằng 6. Vậy là âm 8. 24. Tức là bằng trừ 1 phần 3. Đấy, cốt này thì bằng trừ 1 phần 3. Đây là góc giữa hai vector. Thì tuy nhiên ấy, góc giữa hai đường thẳng ấy, mình trước thầy có giải thích ấy. Ví dụ hai đường đây, đường A, đường B đây chẳng hạn, thì góc giữa hai hai đường thẳng này nó luôn lấy góc không vượt quá góc 90 độ, thì cũng lắm 90 thôi. Đấy, mà nếu mà cốt này mà ra âm này, cốt hai vectơ này ra âm, thì thực ra lúc này hai cái vectơ chúng ta đang chọn ấy, đây là như cả hai vectơ chỉ phương ấy, thì nó đang góc giữa nó là góc tù ở đây này, thì bắt buộc bạn phải lấy góc bù với nó. Đấy, thì bù hai góc bù với nhau thì cốt nó sẽ đối, nên là chỉ cần lấy chuyện đối vậy là xong. Trường hợp này cốt giữa AC và BD, bạn chỉ cần lấy chuyện đối của hai đằng kia, chỉ đố ở cốt bên kia cả, chỉ đố ở trừ 1 phần 3 là 1 phần 3 luôn. Đấy, thì đây là cái đáp án này. Là cốt ở góc giữa hai đường thẳng AC và BD sẽ ra 1 phần 3. Thầy giảng lại cái phần hình hình mình vừa rồi đâu ạ? Đấy nha, khi hai đường thẳng cắt nhau, thực ra không không cắt cũng được, nhưng mà ví dụ khi xác định góc hai đường thì nó sẽ rời về gần một chỗ. Đấy, thì giờ khi nó cắt nó có tạo ra bốn góc ở chỗ này, thì người ta luôn luôn lấy là góc hai đường thẳng là hai góc không vượt quá 90 ấy. Đấy, hay mình hay hiểu nó hiểu lúc nào nhau là góc nhọn ấy. Không bao giờ góc tù nhá, góc hai đường không bao giờ tù, chúng ta chỉ lấy góc nhọn thôi. À đây, cái này thì ghi nhầm một chút, cái này là cộng chứ, cộng với không. Hoành hoành nhân hoành, tung nhân tung, cao nhân cao. Cái này thì ghi nhầm về dấu nhân này. Đấy, thì tử là âm âm 8 chứ không phải nhân ở cái chỗ này đâu nhá. Cái này, cái này thì viết nhầm dấu nhân đây này. Nhưng đây là ba dấu cộng, nó hai dấu cộng. Đấy, nhắc lại này, cái chỗ này khi hai đường cắt nhau thì chúng ta sẽ tạo ra bốn góc. Tuy nhiên các bạn chỉ lấy góc sai đường là cái lấy cái góc thì không vượt quá 90 thôi. Đó, thì ở đây nhá, cái trường hợp này bạn tính ra cốt sai vector ấy, nó lại đang là âm. Mà cốt âm thì là góc tù này. Do góc tù thì thực ra đang lấy góc ở đây, thì bây giờ bạn muốn lấy về cái góc nhọn này mà chỉ cần lấy trị tuyệt đối của cái cốt này là xong. Trị đối của cái cốt này, này. Đấy, khi trị đối cốt thì nó sẽ là cái góc mà kề bù với nó, góc bù với nó. Đấy, thì cái giá trị 1/3 là cái mình cần tìm. Thế còn trừ 1/3 là không đúng nhá.
Đây là câu E. Nói chung mấy cái này nó là công thức thôi, chưa có gì cả. E, các em phải ghi nhớ nhá. Ví dụ nó sẽ gặp trong những cái bài toán khó hơn ấy, nó xuất hiện thì mình phải nhớ những cái này rồi. F này, tìm điểm M thuộc cái trục OI sao cho tam giác BMC, để cho tam giác BMC cân tại M. Tìm điểm M thuộc trục OI sao cho tam giác BMC cân tại M. Đó. Bây giờ chúng ta cùng xử lý thôi. Thì khi nhá, bạn hình dung này, khi một cái điểm nào đó mà thuộc trục OI đây, là trục OI đây. Đấy, một cái điểm M nào đấy mà nằm trên trục OI như này. Đấy, thì khi nó nằm trên trục OI các bạn. Nào, nằm trên trục OI thì sẽ có x với z bằng 0 hết. Nhá, nó sẽ có x với z bằng 0, tức là điểm M lúc này sẽ có dạng là 0 y 0. Nha, khi nằm trục OI thì chỉ có mỗi y là nó có mỗi cái tung độ là giá trị nó có thôi, còn lại hoành với cao là bằng không hết. Nha, như vậy mình sẽ gọi được dạng của điểm M ra là 0 y 0. Đấy, sau đó mình dùng cái thông tin là tam giác BMC cân tại M để em gì em lập cái phương trình ra, em tìm ra cái giá trị y ở đây này, được chưa? Lý luận này, vì điểm M thuộc trục OI nha, nằm trên OI thì x với z bằng không hết, suy ra điểm M sẽ có cái tọa độ dạng là 0 y 0. Đó, bây giờ muốn cho nó cân thì bạn tính cho thầy ra, tính cân tại M, tính MB MC ra. Ví dụ thầy tính là bình phương đi, tính MB bình, MC bình để thầy đỡ phải viết căn đấy các bạn. Thì thường tính độ dài đoạn thẳng phải có căn mà, thì thầy tính MB bình, MC bình để dùng để không có căn luôn. MB bình này, M đây nha, thầy ghi lại hai điểm B với C đây cho nó dễ tính này. B là trừ 1, 0, trừ 3. C là 0, trừ 2, 0. Đấy, thì MB bình. Đấy, cứ lấy hiệu hoành bình nhá. Đấy, hai này trừ đi nhau này. Thì cứ lấy to trừ bé, không cần thằng nào trừ thằng nào đâu. Vì em hiểu dễ bình phương mà. 0 trừ đi trừ 1 thì là 1 bình này. Đấy, Y bình này. Cộng 3 bình. Rồi. Đến thằng này thì là 0 bình. MC nhá, hiệu hoành bình là 0 bình, hiệu tung bình y trừ đi trừ 2 là y cộng 2. Tất cả bình. Rồi cao bình là 3 bình. Đấy. Mà theo đề bài nó bảo là tam giác BMC nó cân tại M đúng không? Đấy, thì khi nó cân thì có phải em sẽ ra là MB và MC không? Hay là cho MB bình và MC bình đi. Đấy, vậy là thay vào nhá, 1 bình này cộng y bình này cộng 3 bình sẽ bằng là đấy, lúc này là hai con 3 bình là hết luôn. Được chưa? Mình nhân hết nó ra thôi. Đây sẽ là 1 này. Y bình này, bên này sẽ là y bình cộng 4y cộng 4. Y bình lại hết tiếp các bạn. Đấy, mình triệt tiêu đi thì có phải ra là 4y thì bằng trừ 3 không, hay là mình ra y là bằng trừ 3/4. Đấy, mà với y bằng trừ 3/4 thì suy ra là điểm M lúc này sẽ có tọa độ là 0 trừ 3/4 0. Đấy, thì đây là kết quả cuối cùng của mình này. Đấy, các bạn kiểm tra lại cái tính toán là chính xác rồi nhá. Đấy, còn cái phương hướng xử lý là như thế này. Đấy, thì khi nó cho mình các điểm thuộc các mặt hay là thuộc các trục ấy thì mình sẽ gọi cái dạng của nó ra. Được chưa? Chúng ta gọi dạng của nó ra, chúng ta dùng cái thông tin còn lại chúng ta lập cái phương trình để tìm nốt ra những cái người ta đang bắt mình tính. Bài tiếp nha. Nào, thầy ghi đề bài bài số 2 này. Bài số 2. Lại trong không gian ghi z nha, thầy cho này. Vector A bằng là 2i cộng 3j trừ đi k.
Vector V bằng chữ Y cộng 2K, vector C bằng 2G trừ đi 3K. Được chưa? Câu A là yêu cầu là xác định tọa độ các cái vector A, B, C. Đấy, thì cái này quá dễ với các bạn rồi. Khi xác định tọa độ mà vector cho dưới dạng biểu diễn dưới dạng EJK các vector đơn vị ấy, thì mình chỉ cần lấy hệ số của các cái EJK ra là mình ra, được chưa? Ví dụ vector A nhá. Mình lấy hệ số EJK ra nó sẽ tọa độ là 2 3 trừ 1. Được chưa? Vector B nó khuyết mất gì các bạn này? Thì nó sẽ là trừ 1 0 2. Và nó khuyết cho nó bằng 0 các bạn nhá. Vector C. Đấy, vector C để nó khuyết mất y. Đấy, thì hoành độ sẽ bằng 0. 0 2 trừ 3 đó. Này thì ok luôn rồi nhá. Đấy là câu A. Câu B để ghi sang đây đi. Tìm tọa độ cái vector U bằng 2A cộng 3B trừ 4C và yêu cầu là tính độ dài vector U. Đấy, khi tìm vector theo ba cái kia nó có nhân thêm hệ số lên nha, thầy ghi lại này, U bằng 2A lần A này cộng 3 lần B trừ 4 lần C. Thực ra bạn có thể thay cái A EJK của mỗi thằng ABC vào đây, nhưng thầy có cách tính khác. Ví dụ A này, A của thầy nhá, tọa độ đấy thầy đã ghi ra là 2, 3 trừ 1 rồi. 3 nhân B thì ghi tọa độ B vào đây. Trừ 1, 0, 2. Rồi đi 4C. C là 0, 2, trừ 3. Nào, xong rồi bây giờ bạn sẽ nhân nhá. Bạn sẽ lấy cái hệ số này bạn lần lượt bạn nhân vào thôi. Đó, nhân vào với từng hệ số ở trong đây. Nào, 2 nhân vào này, có phải nó ra là 4, 6 trừ 2 không? Như kiểu mình làm nhân bình thường ấy. Đấy, tương tự 3 nhân vào là trừ 3, 0, 6. Đấy, 4 vào nhá, 4 vào thì là có phải là 0 không? Để tôi trừ ngoài đi. 0 này, 8 này, trừ 12. Đấy, cùng mình cộng trừ các thứ vào thôi. Hoành với hoành, tung với tung, cao với cao. Bây giờ nhá, 4 cộng với âm 3. Đấy, xong trừ đi 0. Thì ra là 1. Hoành là 1. 6 cộng với 0 rồi này. Vậy trừ đi 8 là ra âm 2. Chưa? Trừ 2 cộng 6. Trừ 2 cộng 6. Đó đang là 4 rồi. 4 mà trừ đi trừ 12. Đấy, cộng 12 là thành 16. Đó, như vậy là vector U mình có tọa độ là 1 trừ 2 và 16. Các bạn check lại em chính xác rồi nhá. Trừ 2 này cộng 6 là cộng 12. Đúng rồi. Ok, thì khi có tọa độ vector U thì mình tính độ dài nó ra thôi. Đấy, hoành bình này, tung bình này, cao bình này. Đấy, căn bằng 2. Thì nhớ là do nó bình nên là thầy không viết âm cũng được nha. Ra là 3 căn 29 các bạn ạ. Đây là kết quả là câu B này này. Độ dài vector U đây. Tiếp tiếp đề bài câu C này. Để cho vector V tọa độ là 3x trừ 1, x cộng 2 và 3 trừ x. Yêu cầu của thầy là tìm x để vector V này vuông góc với vector B. À, tìm x để V vuông với B. Đấy, thì thằng B thằng là trừ 1, 0, 2 ở trên á. Bây giờ rõ ràng mình học rồi. V vuông với B. Khi chỉ khi là tích vô hướng của nó phải bằng 0. Và khi tích vô hướng bằng 0 tức là hoành nhân hoành. Đấy nhá. Hoành này là 3x trừ 1 này. Nhân hoành thằng kia.
là trừ 1. Tung nhân tung. Cộng cao nhân cao. Bằng không. Giải này ra thôi. Thằng này thành là 1 trừ đi 3x này. Nhân không thì hết rồi nhá. Đây thành là cộng 6 trừ đi 2x. Cứ quặng này đi thôi. Như vậy là 7 trừ 5x bằng 0 à. Đấy, ra x là 7 phần 5. Đấy là cái giá trị mình cần tìm. Để các bạn chữa vào. Nhá, đấy, nhớ là câu này là vuông góc khi tích vuông hướng của hai vectơ bằng không. Và một ý nữa, đó là biểu diễn. Ví dụ một vectơ x tọa độ là 3, 1, 7. Qua ba cái vectơ A, B, C. Đấy, biểu diễn cái vectơ x này và ba vectơ là ABC. Đấy chưa? Đấy, biểu diễn qua ba vectơ ABC. Thực ra nó có thể cho biểu diễn một cái vectơ x này muốn đổi tọa độ gì cũng được. Nhưng bây giờ bắt biến đổi theo ba vectơ ABC chúng ta đã tính ở trên này, này. Mình cứ tạm hiểu có ba vectơ ABC như ba vectơ cơ sở ở đây này. Đấy, nó giống như ba vectơ cơ sở. Thì làm sao biểu diễn được x theo cái này? Thì cách làm như này nhá, đầu tiên các bạn giả sử đấy, cái vectơ x ví dụ biểu diễn xong ấy nó sẽ có dạng như này. Ví dụ là m lần vectơ a cộng với n lần vectơ b cộng với p lần vectơ c, với mnp là một cái bộ bộ số. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tìm nó nhá, tìm m n với p ra. Bây giờ mình sẽ thay vào này. Đấy. Vectơ x thì là 3, 1, 7 rồi. M lần A nhá. A vô vào đây này. A là 2, 3, trừ 1. N lần B là trừ 1, 0, 2. Đấy, cộng với P lần C. 0, 2, trừ 3. Thì là thầy bên trái thì thầy để nguyên, nhưng bên phải thì biến đổi này. Thì nhân M vào này. Chứ phải ra là 2M. 3M với trừ M không? Cái này thì là nhân n vào là trừ n 0 với 2n, nhân p vào thì là 0 này, 2p với trừ 3p. Sau đó thì cũng ghép nó lại với nhau, được chưa? Thì ghép nó lại thì hoành cộng hoành tung hoành sẽ phải ra 2m trừ n không là hoành độ, tung độ sẽ là 3m cộng với 2p và cao độ là trừ m cộng 2n trừ 3p. Mà hai bên vế này bằng nhau nhá. Đây này, con 3, 1, 7 này. Cấu hành là 3, tung là 1 và cao là 7. Bây giờ là bằng thằng này. Thì hãy cho là gì, các cái tọa độ tương ứng bằng nhau. Suy ra là 2m trừ n. 2m trừ n thì bằng bằng 3. Rồi 3m cộng 2p thì bằng 1. Và trừ m cộng 2n trừ đi 3p thì được 7. Được chưa? Bây giờ bạn nhập vào máy, bấm hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn nhá, bấm hệ 3 ẩn các bạn ơi. Nhớ là cái chỗ nào khuyết nhá, ví dụ chỗ này khuyết này thì phải nhập hệ số vào là 0. Để MNP tương ứng như là XYZ á, đây là nhập chỗ này hệ số về là 0 này. Chỗ này cũng là 0 như này, cái này khuyết P này, cái này khuyết N này. Bạn nhập máy mình đi. Đấy, bấm máy tính. Bạn ra MNP được bao nhiêu đọc thấy xem nào. Bạn nào bấm nó rồi đọc thử xem nào. Bạn là bao nhiêu đấy?
Nào, à, thanh niên là tính rồi, đọc thử. Bao nhiêu các bạn Số xấu luôn. nhỉ? Đọc đọc thử thế nào. M là bao nhiêu em? 29 phần 15. Gì đó? 2 13 phần 15. 13 phần 15 và Trừ 12 phần 5. ok. Đấy đúng rồi. Kẻ chữ xấu nhưng mà đúng là được. Đó, thì như vậy rõ ràng là cái con x á về chốt hạ lại nó sẽ biểu diễn được dạng là 29 phần 15 a cộng với 13 phần 15 lần vector b và trừ đi 12 phần 5 lần vector c. Đó. Thì đây chính là cái biểu diễn mà chúng ta cần đây này. Nha. Thì hoàn toàn cái bài này nếu mà thích thì cho thêm đấy, cho đúng các tham số vào đây này, cho đặt vào các cái vị trí ở những cái con số trong kết quả lần này, a b c d e f các thứ này. Hỏi luôn về nó cũng được. Đấy. Đấy thì nhớ cách biểu diễn nhá, khi họ bắt biểu diễn dưới dạng tổng của các cái vector khác ấy thì bạn cứ đặt cái hệ số là ví dụ là MNP hay là XYZ hay là ABC gì đấy ra nhá, tùy các cái vector đấy là chữ gì rồi mình đặt cái chữ khác. Để sau đó bạn cũng làm cho hai vector bằng nhau lập hệ ra là ra. Bài số 3 áp dụng này. Cho tam giác ABC có điểm A tọa độ là 2 trừ 3 1, điểm B 1 trừ 1 4, điểm C tọa độ trừ 2 1 6. Yêu cầu câu A là xác định độ trọng tâm G của tam giác ABC. Câu B xác định tọa độ điểm D. Sao cho là ABCD nó là hình bình hành. Đấy. Và xác định luôn tọa độ giao điểm hai đường chéo của cái hình bình hành này. Câu C là tìm điểm M sao cho nhá vector MA bằng trừ hai lần vector MB. Đây, câu này các bạn sẽ tự làm nhá. Các bạn làm xong rồi gửi đáp án lên để kiểm tra cho các bạn. Nhanh các bạn nhá. 5 phút thôi nhá. Cần chưa, cần chưa? À, mình xem cái đáp án ở đây là gì nhá. Câu thứ nhất thì quá dễ rồi. Trọng tâm thì đúng công thức thôi. Cộng vào chia 3 thôi. Đã biết thẳng cột này cộng vào là dễ rồi này. Cộng vào chia 3 là hoành là 1 phần 3 này. Tung là trừ 1. Và cao là 11 phần 3. Câu thứ hai tìm điểm D cho nó là hình bình hành. Thì đây hình bình hành thì các bạn nhớ là đấy, AB phải bằng vector DC các bạn nha. Vector AB. Đây này thì vẽ lại hình các bạn xem này. Đây, các bạn chọn vector AB thì phải bằng vector DC mới đúng nha. Nếu bằng CD thì là sai đấy. Đấy, ví dụ mình gọi ra. Mình gọi điểm D tọa độ XYZ. Tính ra. AB trước này. B trừ A này. Trừ 1. 2. 3. DC. C trừ đi D nhá. Trừ 2 trừ X. 1 trừ Y. 6 trừ Z.
Đấy, trong lý luận là để A, B, C, D là hình bình hành. Khi chỉ khi vectơ AB bằng vectơ DC. Vậy là hoành bằng hoành này. Tung bằng tung này. Cao bằng cao này. Nào, x ở đây sẽ là trừ 1 đúng không? Y là trừ 1. Z là 3. Đúng không các bạn? Như vậy điểm D là độ là trừ 1, trừ 1, 3. Kiểm tra lại em chính xác chưa? Đúng rồi, trừ 1 này. Trừ 1 này, 3, ok. Có D rồi. Thì câu này nó còn hỏi thêm một cái nữa là tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo. Thì giao điểm hai đường chéo nó chính là trung điểm của AC thôi, hoặc là BD. Nhá. Ví dụ mình gọi Y này là giao điểm của hai cái đường chéo AC với BD. Thì rõ ràng Y sẽ là trung điểm của AC. Đấy, mà là trung điểm thì mình cộng và chia đôi thôi. Được chưa? Cộng vào độ của A với C cộng và chia đôi. A này, A cộng C cộng và chia đôi thì 2 cộng với trừ 2 chia đôi. Đó là 0. Đấy, trừ 3 cộng 1 chia đôi là trừ 1. Và 1 cộng 6 là 7, không có chia đôi là 7 phần 2. Đấy. Thì đây là hai cái kết quả của cái câu B này. Điểm D đây, điểm Y đây. Nào, nốt câu C nhá. Thì điểm M nó cho vectơ MA bằng trừ 2 là vectơ MB. Thì là bạn gọi điểm M ra đi. Cứ gọi là X, Z thôi. Không nhất thiết phải gọi khác đâu, bởi vì này nó chỉ là cái trung gian để chúng ta tính thôi mà. Đấy, tính cho thầy hết nó ra nhá. MA ra này. Đấy, A trừ đi M. A thì là 2 trừ 3, 1. 2 trừ x trừ 3 trừ y 1 trừ đi z mb với b trừ đi m 1 trừ x trừ 1 trừ y và 4 trừ z. Đấy thì bạn cứ tính luôn cho thầy cái trừ 2 mb luôn đi. Bây giờ chúng ta nhân trừ 2 với tất cả tọa độ này. Được chưa? Mình là trừ 2 này cộng 2x 2 cộng 2y và trừ 8 cộng 2z. Được chưa? Bây giờ muốn MA trừ 2 lần MB. Khi về khi này. Đấy, 2 trừ x lần trừ 2 cộng 2x trừ 3 trừ y 2 cộng 2y là 1 trừ z trừ 8 cộng 2z. Giải hệ này ra là giải y z rồi. Tính thế nào? Ở trên này nó mới chuyển về sang là 3x. 3x thì bằng 4. Đúng không? 3x bằng 4 vậy nó ra là 4 phần 3. Tự y này chuyển sang là 3y. 3y bằng trừ 5. Vậy là trừ 5 phần 3. Chuyển này sang là 3z. 3z thì bằng 9. Như vậy là bằng bằng 3 rồi. Nào, ok. Vậy từ đây suy ra điểm M. Tọa độ là 4 phần 3. Trừ 5 phần 3. 3. Đây nhá. Đấy, ok. Đấy thì cái phần hệ tọa độ này thực ra còn rất nhiều câu các bạn. Còn rất rất nhiều nhá. Đây nó chỉ đây thì ví dụ vài ví dụ đơn giản nhất thôi đấy. Giờ thầy cung cấp thêm một chút về lý thuyết.
Để con ghi hết cái bài này vào đi đã. Bạn nào ok câu này thì ấn giơ tay nào. Giơ tay để thầy cho ghi nốt cái này thì chúng ta nghỉ thôi. Đây, một cái phần nữa lý thuyết thì các bạn bổ sung cho thầy. Đấy, ghi xuống dưới nhá. Là các bạn ghi thằng chủ đề 2. Là phương trình mặt cầu. Phương trình mặt cầu các bạn nhá. Chủ đề 2 là phương trình mặt cầu. Lý thuyết rất là ngắn thôi. Đảng A này. Bài tập thì mình sẽ đi sâu vào buổi sau nhé. Thuyết này, ý thứ nhất. Ví dụ là mặt cầu. Một tâm y. Tọa độ là x0. Y0, Z0 và có bán kính là R nha, thì nó sẽ có cái phương trình là chẳng hạn mặt cầu này thì gọi là mặt cầu S nha, mặt cầu S thì phương trình như sau này, tâm này, bán kính này, x trừ x0 tất cả bình cộng y trừ y0 tất cả bình cộng với z trừ đi z0 tất cả bình bằng R bình. Đây là cái phương trình mặt cầu của chúng ta nhé. Khi có tâm và có bán kính. Thì đây nhá. Còn đây. Được chưa? Đây là một dạng của phương trình mặt cầu các bạn nhá. Đấy, khi biết tâm bán kính người ta sẽ biết dạng này. Đấy, phương trình này là phương trình chính tắc các bạn nhá. Đây là phương trình chính tắc. Phương trình chính tắc của mặt cầu. Đó. Ngoài ra nó còn một loại nữa nhá, mặt cầu nó còn một loại phương trình nữa. Đó là phương trình tổng quát của mặt cầu. Nó sẽ có dạng như sau. X bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2bi trừ 2cz chưa cộng d không. Đấy, đây là dạng thứ hai. Thì cái phương trình này nó gọi là phương trình tổng quát nhá, cái này gọi là phương trình tổng quát. Thì khi phương trình cho dạng này thì mình cũng đọc được các thông tin ra. Đấy, đọc các thông tin ra. Ví dụ bạn lấy ở đây này, các cái hệ số A, B, C ở chỗ này này. Đấy, A, B, C ở đây nó sẽ là cái tâm Y. Thứ hai là bán kính của nó, R. Đấy, thì A, B, C nhá, còn D là cái hệ số cuối cùng này. Thì xác định theo công thức là A bình, cộng B bình, cộng C bình, trừ đi D, tất cả lấy căn bậc 2. Được chưa? Tức là cho tổng quát thì bạn vẫn tìm ra tâm bán kính. Đấy, còn nếu ví dụ người ta cho tâm bán kính thì thường người ta sẽ viết cái dạng phương trình chính tắc. Và bạn để ý này, thực ra cái chính tắc với tổng quát ấy, thì cái chính tắc nếu em ngồi em nhân tung hết nó ra thì em ra tổng quát thôi nhá. Nếu mà ngồi nhân tung hết ra nó chuyển về sang bên này thì tự khắc nó ra phương trình tổng quát, được chưa? Lấy cái chính tắc nhân hết ra thì ra tổng quát. À, có một cái bổ sung nữa ở đây, đó là để cái phương trình dạng tổng quát này, tức là không phải phương trình nào dạng này cũng cũng là phương trình mặt cầu. Chúng ta phải có một cái điều kiện ở đây. Đó là A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi D phải lớn hơn không. Lý do là gì? Bởi vì cái này thực chất nó chính là cái căn này, cái biểu thức dưới dấu căn này. Đấy, bây giờ nếu cái này mà không lớn hơn không ấy,
thì làm gì tồn tại bán kính đâu bạn. Bán kính của mặt cầu phải là số dương đúng không? Nhưng bắt buộc là cái này phải lớn hơn không. Đó. Thì bất cứ cái mặt cái phương trình nào có dạng thế này thì để nó trở thành cái mặt cầu phải thỏa mãn cái điều kiện như thầy ghi trong ngoặc đấy nhá. Đấy thì đây sẽ là điều kiện một số bài nó cho tham số và những cái trục ABC này này. Đấy thì bắt mình phải tìm điều kiện để cho nó gì nó trở thành phương trình mặt cầu. Thì bạn áp cái điều kiện này vào là bạn giải nó ra. Nha. Đây thì đấy ví dụ nhanh một vài ví dụ chỗ này. Đấy, ví dụ thứ nhất này, chẳng hạn là viết phương trình mặt cầu có tâm là y, tọa độ là 1, 2, trừ 3 và bán kính R thì bằng 5 chẳng hạn. Thì viết thôi. Đấy, x trừ x0 và x trừ 1 tất cả bình. Y trừ 2 tất cả bình. Z trừ đi trừ 3 sẽ là Z cộng 3 tất cả bình. Bằng 5 bình nhá, thì là 25. Được chưa? Đấy, hay một tình huống khác này. Mặt cầu S nhá. Nó có cái đường kính. Đấy, là AB. Với điểm A tọa độ là 1, trừ 1, 2. Điểm B tọa độ là 3, 1, trừ 4 chẳng hạn. Đó. Đấy, mặt cầu có đường kính là AB. Thì rõ ràng với AB mà là đường kính ấy, thì tâm của nó chính là trung điểm của AB. Đúng không? AB và đường kính thì tâm của mặt cầu này chính là trung điểm của AB. Thì đầu tiên tìm trung điểm trước. Ví dụ Y là trung điểm thì tìm ra tâm của cái mặt cầu. Thứ hai là bán kính. Bán kính thì khi có Y rồi em có thể lấy là IA hoặc IB. Hoặc là bán kính ở đây mình sẽ chọn là bằng AB chia 2. Thì có hai giải pháp nhá. Đấy đầu tiên là gì? Tâm Y của cái mặt cầu sẽ là trung điểm của AB. Từ đây thì suy y ra. Đấy, cộng vào chia đôi các bạn nhá. 1 cộng 3 chia đôi là 2. Đấy, bằng 0 này. Trừ 1. Đấy, tâm của thầy đây. Đấy, ví dụ tâm là 2, 0, trừ 1. Bây giờ bán kính nhá. Đấy, R thì bạn nhớ là có thể tính bằng IA, IB hoặc là lấy AB chia 2. Ví dụ thầy chọn là lấy IA đi. Hai điều này thì có hết rồi mà. Hiệu hoành bình này. Một bình. Hiệu tung bình là một bình nữa. Hiệu cao bình là 3 bình. Đây này, các bạn lưu ý này này, đây là A nhá. Đây là Y này. Ví dụ là cứ lấy thằng to trừ thằng bé thôi. 2 trừ đi 1 là 1 một bình này. 0 trừ đi trừ 1 là một bình nữa này. Đấy. Cái này thì thầy không lấy trừ 1 trừ 2 bởi vì trừ 1 trừ 2 là âm 3 bình lên thì vẫn cũng như là bằng 3 bình thôi mà. Thì thầy lấy 2 trừ đi trừ 1 là bằng 3 bình. Sau đó thì lấy căn nhá. Đó. Đây là 9 này, 9 với 2 nữa là căn 11. Được chưa? Đấy, từ đây suy ra mặt cầu thôi. X trừ 2 tất cả bình. Y trừ 0 là Y bình nhá. Để đây Z cộng 1 tất cả bình. R bình thì ra là 11 các bạn. Thấy chưa? Đấy. Ngoài ra nó còn có rất nhiều cái tình huống khác. Ví dụ là nó liên quan đến khoảng cách này. Để nó có sự tiếp xúc nọ kia đó. Đấy, thì cái đấy mình sẽ có thêm các trường hợp khác thì ghi viết mặt cầu nhá. Đây, thì lấy một cái ví dụ nữa như này. Là ví dụ khi người ta cho mình cái phương trình tổng quát cho mặt cầu S có cái phương trình ví dụ là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2x cộng 4y trừ đi 6z chẳng hạn. Xem nào. Đây, trừ đi 11 bằng 0. Yêu cầu của thầy là xác định tâm và bán kính của cái mặt cầu này. Đó. Thì cách làm sẽ như thế này này. Đó. Ở đây thì mình bảo là nó là hệ số của ABC ở những cái chỗ này đúng không? Nhưng mà mình để ý trước nó có cái nhân thêm cái trừ 2 này. Nó có cái trừ 2 này.
Vậy thì cách làm có thể như sau. Bây giờ bạn quan sát về hệ số của XYZ. Đấy, bạn sẽ lấy hệ số của bạn này. Nha, bạn lấy hệ số của XYZ này này. Bạn chỉ cần làm một thao tác là bạn chia những hệ số đấy cho trừ 2 là bạn ra được ABC. Nhá. Đấy, khi bạn chia trừ 2 là bạn sẽ ra ABC. Chia trừ 2 tự khắc ra ABC. Mà ABC chính là tâm của Y. Chính là tọa độ của Y. À, đấy nha, ví dụ thằng thứ nhất này. Đấy, trừ 2 chia trừ 2 có phải là 1 không? Khoảng độ sẽ là 1. 4 chia trừ 2 là trừ 2. Trừ 6 chia trừ 2 là 3. Vậy tâm Y có thể thấy độ là 1 này. Trừ 2 này. 3. Đó. Đấy, thứ hai là bán kính R thì căn bậc 2 của A bình này cộng B bình này cộng C bình này trừ đi D thì trừ đi trừ 11 không? Đấy, tính ra ví dụ đây này 1 cộng 4 cộng 9 cộng 11 nữa 14 đến 11 là căn 25 này đây là được 5. Được chưa? Đấy, thì đấy là một vài cái ví dụ dạng đơn giản nhất về cái phương trình mặt cầu. Thì bạn lưu ý cho thầy nhá. Nhắc lại này, mặt cầu có hai phương trình và hai dạng. Một là dạng chính tắc là viết như này này, khi viết tâm cụ thể ở bán kính đã rõ rồi, người ta viết luôn được nó luôn như này. Đấy thì dạng này viết là nhàn nhất. Đấy. Thứ hai là dạng tổng quát. Dạng tổng quát nó có dạng như này. Thực ra nó chính là cái dạng chính tắc ở trên mà chúng ta nhân tung hết nó ra đã. Đấy, sau đó thu gọn hết nó về. Đấy, thì khi ở dạng chính tắc nhé, thì bạn lấy lần lượt lấy cho thầy hệ số của x này, hệ số của y, hệ số của z, bạn chia cho trừ 2 thì bạn sẽ ra được là tâm là tọa độ ABC. Bán kính thì bạn dùng công thức là căn bậc 2 của A bình, của B bình, của C bình trừ đi D. Nhá, và để một phương trình là phương trình của mặt cầu thì bạn nhớ nó phải thỏa mãn một điều kiện đây này. Đấy, đó là A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi D phải lớn hơn không? Đấy, điều kiện này sẽ làm cho cái bán kính nó tồn tại thì mới có mặt cầu được các bạn nhá. Ok, vậy là cái lý thuyết cái chủ đề hai mặt cầu là thầy cho các bạn xong. Cái này thì nó sẽ còn một số cái bài tập mà chủ yếu là bắt viết phương trình mặt cầu ấy. Nhá, nhưng mà cái dạng bài tập thì nó kiểu nó khác khác đi thì hôm sau mình nói cụ thể trên lớp sau. Còn các bạn về nhà hoàn thiện hết cho thầy cái tờ hệ trục tọa độ OXYZ các bạn nhá. Làm hết cả phần 1 phần 2 ấy, làm hết. Có câu nào mà khó mình xử lý hết đi. Đấy hôm sau nếu có câu nào mà thắc mắc thì đến thầy giải giải đáp cũng như thầy nói cho các bạn về bài tập về mặt cầu. Rồi ok, sang mình sang cái phần sau về mặt phẳng với đường thẳng các bạn nhé. Ok, lớp nghỉ rồi.